time. Fuck! Conception. Misery. It's time.
It's time. Lend me your power, Windrider! It's time.
Fuck! Shake the Shakeless! Speeding up! しばらくはしのげるでしょう。Thank you.
remnants of the past. Thank you.
conception. Ha!
Hello mọi người, mình là Duy. Thì cái nhiệm vụ này nó sẽ chia thành 5 phần nhá. 5 phần nghĩa là có 5 cái cột hải đăng để chúng ta phải sửa. Nó giống như là cái cột chạm phát sóng ấy, kiểu vậy. Cái giai đoạn đầu tiên các bạn sẽ cần đến khu vực này. Ở đây sẽ có một cái chị gái kỹ sư điện. Đó. Chị gái này đang nhờ chúng ta hộ tống lên đỉnh núi, nơi có một cái cột phát sóng tín hiệu trên đấy, và chắc là có một người đồng hành của chị ấy cũng đang ở trên đấy. Nhiệm vụ chúng ta là đi theo và bảo vệ, bảo kê đấy. Đoạn này thì nó sẽ có vài con quái xuất hiện, nó cản đường. Chúng ta sẽ cần phải đưa chị gái này đến gần cái trạm phát sóng kia. Mình nhìn nó giống như cái... chả ra cái cối xây gió cũng chả ra cái trạm phát sóng gì cả. Thôi cứ gọi là cái trạm phát sóng nhá, cho nó dễ hiểu. Bởi vì trên đấy nó cũng có mấy cái kiểu như anten các thứ. Đây, đưa cái chị gái này lên. Sẽ xuất hiện thêm quái thì các bạn, nhiệm vụ các bạn lại tiêu diệt mấy quái này thôi. Đó, sẽ xuất hiện thêm một anh dài đứng sẵn ở đây nữa. Tới đoạn này thì các bạn sẽ làm công đoạn tiếp theo của mình, chính là nói chuyện với chị gái này. Các bạn ấn skip bỏ qua luôn cho nhanh. Sau đó các bạn sẽ cần phải leo lên trên cái trạm này để sửa. Đó, có một cái chỗ để chúng ta cần phải sửa đây. Hack hack vào cái hệ thống này. Đó, các bạn sẽ nối giống như là cái trò chơi nối màu ấy. Cái này khá đơn giản đúng không nào? Rồi. Nối xong thì chúng ta sẽ cần làm thêm một xíu nữa, chính là đi tìm một cái vật phẩm bị giấu. Thì bạn có thể đi rằng sau này các bạn sẽ thấy có một cái đốm trắng trắng này gần bông hoa đấy. Các bạn đến các bạn ấn này. Nó sẽ xuất hiện một cái dương, các bạn có thể nhặt hay không thì tùy các bạn nhé. Vậy là xong cái giai đoạn 1 rồi. Chúng ta sẽ đến với tiếp tục cái giai đoạn 2. Giai đoạn 2 này thì các bạn sẽ cần phải về cái đại sảnh này. Cái khu vực mà ghép đồ ấy, sẽ xuất hiện thêm cái anh giai là Historian này. Cái anh giai này. Và các bạn sẽ nói chuyện với anh giai này. Và giờ kíp nhá. Nói chuyện xong các bạn sẽ đến một cái khu vực khác. Đây các bạn đến cái đồi này. Gần cái điểm dịch chuyển chỗ này nhá. Cái đồi này sẽ có một cái trạm phát sóng bị hỏng ở đây. Đó. Thì nhiệm vụ các bạn lại là lắp pin thôi. Những cái pin nó rơi vãi ở ngoài đất này này. Các bạn nhặt lên, các bạn lắp vào. Đấy. Chúng ta chính xác là các anh thợ điện. Lắp vào đây. Sau khi lắp xong thì các bạn sẽ leo lên đỉnh cái trạm này. Giống như lúc nãy, chúng ta lại hack vào hệ thống và... và làm gì nữa mình không biết. Đó, chúng ta hack vào hệ thống. Cái này thì khá là dễ. À, ok. Nó hơi lag một xíu. Rồi, sau khi hack xong thì chúng ta lại làm thủ tục thứ cuối cùng, chính là tìm một cái dương bị giấu đi ấy. Đoạn này thì các bạn nhảy xuống dưới này. Đây, các bạn thấy cái đốm trắng trắng sau kia chưa? Bạn bay ra sau này. Đó, các bạn thấy cái đốm trắng trắng chỗ mấy con hươu này. Một cái dương, các bạn có thể nhặt hay không tùy các bạn nhé. Nhặt hay không không quan trọng. Chúng ta sẽ đến với cái giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 3. Đoạn này thì sẽ là một cái nhiệm vụ nữa của anh giai khác. Các bạn đến cái khu vực rìa bờ biển này. Đó. Chỗ này nó sẽ có một anh giai có dấu hỏi chấm trên đầu này. Các bạn sẽ nói chuyện với anh giai này. Đó. Các bạn skip nhé. Game tiện là có cái chức năng skip. Các bạn nắp cái quả pin màu đỏ này lên. Đó. Sau đó các bạn sẽ cần phải lối dây điện. Có những cái cột như này, các bạn sẽ đánh mạnh vào đây. Ô, à nang nang, mình đang bị nang nhưng mà các bạn đánh vào cái cột đấy để nó mở ra. Đó, như này. Để lối dây điện trong cái thời gian 30 giây đấy. Đó. Ok, sau khi lối xong thì nó sẽ mở ra chúng ta cái
cơ quan để hack ở trên kia. Chúng ta lại leo lên trên. Lại leo lên trên xong hack như những cái cột đúc lẫy thôi. Lại tiếp tục là lối dây điện. Cái này thì khá là đơn giản rồi. Rồi sau khi lối dây điện hack xong cái cột này, chúng ta sẽ đi tìm một cái giường bị giấu nữa. Từ trên này nha, các bạn sẽ bay xuống dưới. Nó sẽ xuất hiện một cái đốm trắng ngay chỗ thẳng đá phía dưới này luôn. Các bạn đến gần, các bạn ấn tương tác vào nó xuất hiện. Xong chúng ta sẽ đến với giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 4 nha. Giai đoạn 4 này thì các bạn sẽ cần đến cái khu vực bờ biển chỗ dưới này. Đó, cái cảng này. Tới nơi thì các bạn sẽ cần phải một chút thủ tục đầu. Các bạn lấy cái cục quả lố này này, các bạn lém bên những cái dây leo. Cái đoạn này thì mình đã làm rồi. Bình thường nó sẽ có những cái dây leo gai gai ấy. Các bạn cần phải đốt cháy những cái dây leo đấy đi, rồi nó mới có thể cho chúng ta leo lên được. Đoạn này thì các bạn leo lên trên, sau đó là hack ở đoạn trên này. Đó, hack. Đó, rồi lại tiếp tục qua lối dây. Hack cho nó sang mồm như lối dây này có gì đâu mà hack mới chẳng. Hacker lỏ. Rồi sau khi các bạn đã lối dây hacker thành công, các bạn sẽ phải đi tìm một cái giường bị giấu nữa. Thì đoạn này các bạn sẽ đi ra hàng sau này, các bạn sẽ thấy có một cái con đường mòn ấy. Các bạn đi theo cái con đường mòn này. Ở cuối con đường mòn này sẽ có một cái đốm vàng vàng. Chính là cái này, các bạn sẽ tương tác cái cục này để xuất hiện một cái giường. Đó là kết thúc giai đoạn 4 nhé. Chúng ta sẽ đến với giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 5. Các bạn lại đến một cái sườn bờ biển khác ở chỗ này. Đó, một cái vách núi. Các bạn đến đây nhá. Thủ tục ban đầu thì nó cũng cần phải nhặt cái cục hạt lổ ở đây. Lém vào cái cục hạt lổ bên cạnh này. Nó có những cái dây leo nó che mất đấy. Để nó cháy hết đi. Các bạn lại nhặt nó. Rồi các bạn lại lém lên trên. Lém lên trên cục ở trên kia. Đó. Sau khi cục trên này nó cũng cháy hết những cái dây leo đi rồi, nó xuất hiện thêm một cái cục khác thì các bạn lại nhặt cái cục ở đây. Lém lên cái cột kia. Đó, trên cái cột nó cũng có những cái cây dây leo mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên trên đấy và hack cột. Cột này chắc là cũ lắm rồi, cây cối mọc um sum suy. Rồi, các bạn lại vào đây. Cột này thì nhìn nó có vẻ ghê gớm nhưng mà nó còn dễ hơn những cái cột kia các bạn ạ. Đó. Sau khi hack xong thì chúng ta lại làm cái thủ tục cuối cùng là tìm một cái giường bị giấu. Này, cái giường bị giấu ngay sau lưng kìa. Đó, các bạn thấy chỗ gần con quái kia không? Đốm trắng trắng này. Rồi, các bạn sẽ đi đến này. Các bạn ấn để hiện cái giường lên là xong nhá. Các bạn đánh con quái hay không tùy các bạn. Kết thúc giai đoạn 5, các bạn sẽ quay trở về cái sảnh này. Cái sảnh, cái gần cái anh giai mốc lẫy yêu cầu chúng ta đi tìm ý. Chúng ta sẽ quay về và nói chuyện với anh giai đấy là kết thúc cái chuỗi nhiệm vụ cũng như là nhận cái thành tựu ẩn và một cái giường perennium, giường xịn sò. Đây các bạn nói chuyện với anh giai historian này. Các bạn có thể skip luôn. Một cái giường xịn và một cái thành tựu ẩn luôn. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo.
Embracing change. Find is not part of my pay. It's all yours.
Speeding up. Speeding up. No one. It's time. Thank you.
Speeding up. Speeding up. Embracing change. Speeding up. Speeding up. Speeding up. Embracing change. Conception. Embracing. It's time.
Conception. I can handle this. Conception. Embracing change. Conception. It's time.
Exterminate. Thank you.
khác. Victory will be ours.
It's time. It's time. Embracing change. Thank you.
Speeding up. Speeding up. Speeding up. Speeding up. It's time. Summer! Sharp! Embracing change.
It's time.
khác. Embracing change. Embracing change. Embracing change. Thank you.
from the lucky green. Oh my, feeling lonely. Embracing change. Thank you.
All is fair in war. Embracing change. It's time.
Thank you.
for emergencies. Conception. Embracing change. Embracing change. Conception. Thank you.